Hello, hôm nay mình lại làm thêm một cái căn nhà mà mình chưa làm đủ cái người trong nhà, nhưng mà giới thiệu. Đây là cái mền của mình, giờ mình sẽ gỡ nó ra. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ cái đầu mình ra khỏi cái ghế. Ok. Thì đây là mình. Cái máy cho nó xong đi để mày rồi. Quay. Còn đây là em mình, một cái mền hình trái bơ. Đây, em mình thì khá là cao nhưng mà cũng mớm và còn nhỏ nữa. Em mình chỉ mới 6,5 nằm xuống. Đây là mẹ mình. Mẹ mình thì cũng có đeo kính để cái tóc thì ít hơn ở đây một chút, với lại nó không có phân. Mình tô cái này màu vàng tại vì mình thấy mẹ mình hợp với màu vàng. Rồi, thì bảo cậu cà bố cà không kiếp với tá hả? Đây nè, có cái con pony luôn nè. Phiên bản ngoài đời sao? Ở đâu? Mẹ đâu? Mẹ nè. Ở ba đâu?